để giúp đỡ chính quyền địa phương và các gia đình đang phải thực hiện cách ly tại tỉnh hà nam mới đây ban quản lý chùa tam trúc đã tổ chức trao tặng nhu yếu phẩm cho các địa điểm cách ly tập trung của địa phương Ban quản lý chùa Tam Trúc trao tặng 20 tấn các mặt hàng thiết yếu cho các khu cách ly tập trung của tỉnh Hà Nam. Tất cả số lượng hàng hóa được chuyển đến các địa điểm cách ly của các trường hợp F1 và F2 tại trung đoàn 151, trường cao đẳng y tế Hà Nam và các thôn xóm đang được cách ly do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tại các xã thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.